Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo LG. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của thiên kịch tập 95. Tôn Thái đối diện với lực hút khủng khiếp từ lốc xoáy thiên phú của lão tổ cơ ma tộc, bất đắc dĩ phải sử dụng hết sức mạnh tiên khí còn lại. Ông triệu hồi một quan tài đỏ từ hư không và phá vỡ nó, giải phóng một đồng tử ma đồng cực kỳ mạnh mẽ. Đồng tử này được Tôn Thái ra lệnh giết chết lão tổ cơ ma tộc với tốc độ kinh hồn vượt xa cả phép thuần di. Đồng tử xuất hiện trước mặt lão tổ và tung ra một chưởng vào ngực của hắn. Lực hủy diệt từ đồng tử đánh bay nguyên thần của lão tổ cơ ma tộc, khiến hắn thổ huyết, thân thể bị thương nặng. Ngay sau đó thì đồng tử đá hắn một cú mạnh, tạo ra một hố sâu ở trên ngực, đồng thời cuốn sạch túi chữ vật của hắn. Trong khi đó, bản thân Tôn Thái bị cuốn vào cơn lốc xoáy do thiên phú thần thông của lão tổ tạo ra. Với sức mạnh hiện tại của mình, lão tổ cơ ma tộc chỉ có thể tống xuất Tôn Thái ra khỏi chú tức tinh, đưa ông đến một ngôi sao xa xôi, chứ không thể nào gây sát thương nghiêm trọng. Tôn Thái dần biến mất ở trong cơn lốc xoáy, để lại tiếng gầm rú đầy bất mãn và không cam lòng. Khi mà trận chiến kết thúc, chỉ còn lại đồng tử ma đồng và lão tổ cơ ma tộc. Nguyên thần của lão tổ cố gắng chạy trốn, thế nhưng mà ma đồng không buông tha, đuổi theo với tốc độ cực kỳ nhanh, cuối cùng cài biến mất ở chân trời xa. Vương Lâm sau khi trải qua những biến cố, cơ thể suy yếu nghiêm trọng, bị phong ấn chặt chẽ bởi sự kết hợp giữa ý cảnh của Lý Nguyên Phong và phong ấn của Tôn Thái. Những vết sẹo hình lá trà mọc lên trên mặt của hắn ngày càng nhiều, hình ảnh một hoa văn phong ấn kỳ dị. Mặc dù bị thương nặng và linh lực gần như cạn kiệt, Vương Lâm vẫn gắng gượng rời khỏi khu rừng. Tuy nhiên khi vừa thoáng thấy ánh mặt trời, cơ thể của hắn không còn chịu đựng nổi nữa, trước mặt tối sầm và ngã xuống đất. Trước khi đó, cái tên Tằng Ngưu bí danh của Vương Lâm cùng với những pháp bảo đặc biệt như là cấm phiên, bảo kiếm và xạ thần xa đã trở thành tâm điểm của các tu sĩ ở trên chú thức tinh. Sau trận chiến với Hồng Điệp, danh tiếng của hắn nổi lên như cồn, thế nhưng mà không ai biết rằng hắn đã biến mất không dấu vết. Trên Chu Tước Sơn, một tu sĩ tên là Chu Tước vốn là người có tu vi mạnh mẽ, cảm nhận được pháp lực giao chiến ở phía cực bắc của Chu Tước Đại Lục. Ông đoán rằng Vương Lâm có thể đã thụ thương nặng, nguyên thần bị tổn hại đến mức không thể nào tìm thấy. Chu Tước đã lệnh cho Liễu Mi đi về phương bắc để tìm tung tích của Vương Lâm. Trong khi đó, trên một vách đá của Chu Tước Sơn, khôi lỗi Hồng Điệp có tên là Tuyệt Tình đứng bất động, bị giam cầm và khống chế bởi một người tên là Kiền Phong. Kiền Phong biết nàng vẫn còn giữ lại một tia nguyên thần, thế nhưng đã nằm trong tay của hắn, nàng không còn hy vọng thoát thân. Một tháng sau, ở một sơn thôn ở phía bắc Chu Tước Đại Lục, một thanh niên lạ lùng xuất hiện. Hắn mặc y phục thô cạch, gương mặt đầy sẹo xấu xí, hai mắt vô hồn, ngồi trên một tảng đá lớn nhìn về phương xa. Những người thôn dân đi qua đều tránh né hắn, không ai dám đến gần. Thanh niên này không ai khác chỉ là Vương Lâm, người đã mất gần như toàn bộ sức mạnh và giờ đây chỉ còn là một phàm nhân yếu đuối. Không lâu sau, một thiếu nữ mặc quần áo hoa với đôi hài trắng bước đến, theo sau chỉ là một con chó to như là một con nghé. Thiếu nữ bĩu môi không phục, thế nhưng vẫn không dám cãi lời mẹ. Cô bé nhìn Vương Lâm với ánh mắt bực bội, rồi hậm hực quay người bỏ đi, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Vương Lâm thì không để ý, chỉ đứng đó, khuôn mặt không một chút biểu cảm, lặng lẽ cúi đầu như đã quen với sự coi thường và khinh bỉ. Người phụ nữ trung niên tiến lại gần Vương Lâm, trên khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy, bà nhẹ nhàng nói: "Tiểu ca, đừng để bụng lời của nhị nha, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, ta thay mặt nó xin lỗi ngươi." Vương Lâm khẽ gật đầu không nói gì cả, đối với hắn những lời này không còn quan trọng, hắn đã từng trải qua quá nhiều. Những lời nói vô tâm của một cô bé chẳng khác gì gió thoảng qua tai, nhưng mà trong lòng hắn vẫn tồn tại một nỗi cay đắng không thể xua tan, nhất là khi nhớ lại những năm tháng huy hoàng của mình. Người phụ nữ thấy Vương Lâm không phản ứng gì cả, cũng không nói gì thêm, quay vào trong nhà. Một lát sau, Vương Lâm quay về chỗ của mình, ngồi xuống tảng đá lớn ngoài sân, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, sâu thẳm như là đang chìm vào ký ức. Những vết sẹo ở trên khuôn mặt của hắn tạo nên một diện mạo xấu xí, thế nhưng mà bên trong là một tinh thần mạnh mẽ đang chống chọi với nỗi đau và cả thể xác lẫn tâm hồn. Sự cô đơn của Vương Lâm giờ đây càng trở nên rõ rệt. Không ai biết được người thanh niên câm lặng tàn tạ ngồi trong ngôi làng nhỏ này từng là một tu sĩ đầy quyền năng, từng trải qua những trận chiến khốc liệt, từng đương đầu với những kẻ thù hùng mạnh. Hắn đã từng có tất cả, thế nhưng giờ chỉ còn lại một cơ thể yếu ớt và một tâm hồn đầy tổn thương. Dù vậy, trong lòng của Vương Lâm còn có một mục tiêu duy nhất: khôi phục tu vi, phá giải phong ấn của Tôn Thái và tìm lại Uyển Nhi. Hắn biết rằng con đường phía trước đầy gian nan, thế nhưng mà hắn không bao giờ từ bỏ. Hắn đã từng sống sót qua những thử thách còn khắc nghiệt hơn thế này. Và như thế, một ngày nữa lại trôi qua trong ngôi làng nhỏ, và Vương Lâm vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng chút một, hy vọng một cơ hội sẽ đến để hắn có thể trở lại là chính mình. Vương Lâm đang ở trong trạng thái yếu ớt và không còn chút linh lực nào cả. Sau khi được một gia đình giúp đỡ và uống thuốc từ một người đàn ông trung niên để phục hồi sức khỏe trong vòng nửa tháng, Vương Lâm quyết định rời khỏi ngôi làng. Trước khi mà đi, hắn hồi tưởng lại quá khứ, khi còn trẻ đã rời nhà trong đêm tối vì không được môn phái Hằng Nhạc chọn. Sau đây hắn một lần nữa rời đi ở trong hoàn cảnh tương tự, thế nhưng với thân thể yếu nhược, cố gắng tìm nơi có linh mạch để hồi phục và phá giải phong ấn. Trong hành trình của mình, Vương Lâm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khi không có một chút linh lực nào để tu luyện. Mặc dù đi qua những nơi có linh lực, hắn vẫn không thể nào hấp thụ được, làm cho tình hình càng thêm tuyệt vọng. Tuy nhiên, ý chí của Vương Lâm rất là kiên định, hắn tự nhủ sẽ không từ bỏ.
với lòng quyết tâm trả thù những ai đã gây ra đau khổ cho mình. Tuy nhiên, khi mà đang đi ở trên đường, một nhóm tu sĩ hùng bạo xuất hiện, phóng ngựa về phía Vương Lâm. Một đại hán trên mặt có vết đao chém gọi là Mã Lão Tử đã ghìm cương ngựa vào bắt giữ Vương Lâm, định dùng hắn như là một chướng ngại để ngăn đoàn xe của Thiên Uy Tiêu Cục. Dù Vương Lâm đang phẫn nộ vì bị một kẻ vô lâm lăng nhục, thế nhưng mà với tình trạng yếu đuối hiện tại hắn không thể phản kháng. Đại hán mặt sẹo này không chỉ đánh chật xương của Vương Lâm mà còn cẩn thận rắc thuốc lên vết thương để duy trì mạng sống của hắn, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Sau đó hắn bỏ đi để lại Vương Lâm nằm bất lực ở trên mặt đất với thân thể đau đớn và mệt mỏi, cuối cùng chìm vào hôn mê. Thời gian trôi qua, một đoàn xe ngựa tiến đến gần nơi mà Vương Lâm đang nằm. Một thanh niên tuấn lãnh ở trong đoàn xe phát hiện ra Vương Lâm, ban đầu tưởng hắn đã chết, thế nhưng đó chỉ là một phán đoán sai lầm. Vương Lâm bị cuốn vào một cuộc phục kích và đồ sát tàn khốc do nhóm Hỏa Vân Thập Bát Anh thực hiện. Sau khi bị một người trong đoàn xe ngựa đá văng sang một bên, Vương Lâm nằm bất lực khi mà ánh đuốc bừng sáng báo hiệu cuộc tấn công. Nhóm 18 đại hán từ Hỏa Vân Sơn trại xuất hiện, dẫn đầu bởi đại hán mặt sẹo và các đồng bọn, triển khai kế hoạch tấn công và hạ gục đoàn xe của Thiên Uy Tiêu Cục bằng độc dược mang tên là Hỏa Vân Độc. Trong phút chốc, những người trong đoàn xe bị trúng độc, mất sức và không thể nào chống cự. Một cuộc tàn sát dã man diễn ra khi mà các đại hán giết hại hơn nửa đội xe chỉ còn trong thời gian ngắn. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên trong khi 18 tên ác nhân mặt mày dữ tợn chém giết không thương tiếc. Ngoài việc giết người, bọn chúng còn bắt ba nữ nhân trong đoàn xe. Đại hán mặt sẹo đặc biệt chú ý đến một thiếu phụ sàm sỡ và khiêng cô lên vai trước sự hoảng sợ của cô. Tiếp theo đó, hai nữ nhân khác cũng bị lôi ra và bị các đại hán khác bắt giữ. Sau khi cướp được một hộp gấm có giá trị từ đoàn xe, chúng quyết định rời đi mang theo cả Vương Lâm như là một tù nhân yếu ớt. Nhóm 18 đại hán phóng đi trong đêm, tiến đến sơn trại Hỏa Vân nằm ở trên một ngọn núi lớn. Khi mà đến nơi, chúng được chào đón nồng nhiệt và không lâu sau đó, đại hán mặt sẹo kéo thiếu phụ vào phòng, nơi mà tiếng kêu thảm thiết của cô vang lên, cho thấy những hành động dã man đang diễn ra bên trong. Những đại hán khác cũng bắt hai nữ nhân còn lại và chúng đều hành động một cách quen thuộc như thể đây là điều chúng làm thường xuyên. Về phần của Vương Lâm, hắn bị ném vào một thủy lao tối tăm phía sau sơn trại. Ở trong không gian đen tối lạnh lẽo, không có ánh sáng hay là âm thanh, Vương Lâm trôi nổi và chịu đựng nỗi đau khôn cùng từ vết thương ở trên cơ thể. Hắn nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt vọng lại từ xa, và trong sự tĩnh lặng đáng sợ này, Vương Lâm cảm nhận nỗi đau và sự tuyệt vọng. Thế nhưng cũng là lúc hắn hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức rõ ràng tình cảm của mình. Sau khi mất đi linh lực nguyên thần tan nát, hai mắt của Vương Lâm cũng không thể nào thấy được mọi vật như là trước đây. Bốn phía tối đen như mực, hắn chỉ biết rằng mình đang bị nhốt bên trong một không gian nhỏ hẹp. Hai tay của hắn bị dây trói chặt, cả thân thể bị treo lên, ngâm mình bên trong nước lạnh. Thứ nước không nhìn thấy được đã dâng tới cổ, tỏa ra thứ mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn. Thỉnh thoảng có một đợt sóng đánh lên miệng mũi và vết thương trên cơ thể của hắn. Trên đây chỉ là toàn bộ nội dung của Thiên Nghịch tập 95. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, bấm nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.